Rồng, nơi này tại sao lại có rồng chứ? Lồng mồm mở rồi sao? Ồ, đây là nhà của Lý công tử. Vậy có rồng cũng là lẽ thường tình rồi. Kiếm, kiếm tiên. Vậy mà là kiếm tiên. Người mạnh mẽ như này hạ phàm rồi sao? Ồ, đây là nhà của Lý công tử. Tiên nhân muốn hạ phàm tới đình hắn cũng là chuyện thường tình. Dù sao Lý công tử thiệt sự là tồn tại quái thơ bò. Cha ngươi thiệt thú vị. Ta lấy cây que đến đồ đây. Tuyệt vời. Ta thử miết các loại hoa quả lại. Mọi người thử xem như nào. Đây là... Wow! Pháp tắc tàn khắc. Chỉ có tồn tại trên tiên nhân sau khi thi triển thuật pháp mới có thể để lại pháp tắc tàn khắc. Trong những tàn khắc này ẩn chứa lý giải của người thi triển thuật pháp đối với pháp tắc. Cho dù chỉ để lại một xíu cũng đủ cho vô số hậu nhân tham ngộ có được thu hoạch to lớn. Tưởng tượng mà quay kem này khắc hình, thay vì nó là tàn khắc không bằng nói là truyền thừa thiệt sự của pháp tắc. Lần này ta dùng khuôn mẫu mới đi làm, đáng yêu nhỉ? Khuôn mẫu. Phải phải, làm khuôn mẫu trước, rồi dùng khuôn làm kem thì có thể làm được số lượng nhiều. Số lượng nhiều. Pháp chất truyền thừa vậy mà có thể tạo ra với số lượng nhiều. Đây là tồn tại thật sự sao? Đây là chuyện mình có thể biết sao? Ông trời ơi! Ơi, sao vậy? Thì có tin rồi, quá khủng khiếp. Nhưng bất luận nằm ngoài sự lý giải cỡ nào, bây giờ điều quan trọng hơn là sử dụng que kem ẩn chứa pháp tắc truyền thừa này. Đây là thần dứt. Ai vậy? Kiếm đi dự đồ sao? Thiệt xấu hổ. Cách ăn giận này của ngươi quá thiệt xấu hổ. Kèm của Lý công tử dường như khiến ta lĩnh ngộ được một tầng ý thức khác, không khỏi trở nên hưng phấn. Đừng hưng phấn, ê đây. Tại sao có một loại cảm giác rất buồn luôn? Kèm của Lý công tử thiệt là tuyệt vời. Lý công tử, đa tạ đã khoản đãi, chúng ta cáo từ đây. Đông Hải Long Dương, Ngao Thành. Kiếm tiên, tất nhẫn. Nghe danh đã lâu, hân hạnh. Bọn họ từ khi nào thân thiết như vậy? Con muốn đến hàng xá nghỉ ngơi một lát rồi hẳn đi hay không? Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Phân đã. Có một chuyện muốn nhờ hai vị, không bằng hai vị có rảnh không? Đương nhiên là có, tất nhiên là rảnh rồi. Công tử muốn có một con bò có thể sản xuất sữa, loại bò đó pha màu đen trắng, rất hiếm thấy, phàm gian không thể tìm được. Pha màu đen trắng sao? Ở sơn mạch Côn Hư của tiên giới có một con bò thần ngũ sắc. Thiết nghĩ có 5 màu thì nhất định tốt hơn có 2 màu trắng đen. Có chút thông minh nhưng không nhiều. Ta muốn nhờ hai vị đi bắt nó tới đây.